Nào bắt đầu đi thử nghiệm nhá. Hôm nay là khánh thành một chiếc xe bán hàng lưu động. Xong cái xe này đầu tư đơn giản thôi, nhưng mà một năm cũng kiếm ra 200-300 triệu đấy. Một vốn 10 lời đấy. Nào bắt đầu rút chốt đã, rút chốt bánh xe, bắt đầu xuất hành đi bán kem nhá. Xe mới hôm nay xuất hành kiếm lấy độ 5 triệu thôi, đầu tư cả bộ này là chưa đến chục triệu cả xe máy, mà vốn bán lưu động như thế này rất là rẻ, một vốn nhưng mà 20 lời. Một năm kiếm được khoảng 300 triệu thôi nhá các bạn. Rồi bắt đầu sơ kích. Thời gian không rơi nhá. Đấy, mang nghẻ chưa? Chặt bùn nhắn biết đâu ở đấy.